Hello, welcome back to another video from Grand. Chữ đang che mất rồi. Chạy cùng với Angela nào. Squeak Angela. À, quên mất thử thách của chúng ta, đó là no coin. No coin này. Game này no coin thì dễ. Ủa đâu, con ăn một ít thôi. Ui dù, đẳng cấp rồi. Ui dù. Đấy nhá, không ăn một tí nào đấy. Không dính một ít. Ủa sao vào chỗ có cái mặt nạ này như nào. Không thành công rồi. Chúng ta chơi Gamiper. Ui. Đẹp hay nhỉ, tím đẹp ạ. À, thực hiện thử thách no coin. Chả có hồi sinh luôn. Đấy, từ nãy ra ăn được ít coi. Lại từ mất rồi. Rồi, chúng ta chơi Virtual Cat. Này chơi mấy con len tắm. Tắm luôn như mèo đây. Ăn luôn đây. Phải được hướng dẫn. Ôi hết hết. Hết thứ để chơi rồi. Game này nó ngắn gọn thế. Đây. Chơi cho tham. Chuẩn rồi đấy. Thế mà cũng đúng. Gõ này ra tiền này. Xem cái hướng dẫn nào đó. Này
Tôi chơi Tom Friend. À, một bộ trang phục đẹp đấy. Tất cả đều được khoác lên trang phục mới, rất là quý tộc. Hết chỗ rồi. Cho các bạn thấy cái bể bơi đằng này vậy. Đằng này mình cũng có một cái. Kích chúng ai thì sẽ bị bắn ra ngoài luôn. To quá. Rep vào. Mày thơm. Nhưng mày rất là sáng đấy. Chơi mẹ tôm này. Chưa biết, à xoay. Xoay. Xem con pet nó nằm ở đâu này. Hai con à. Mini game này cũng không hay lắm.
Stay chơi ôm nom run super nom ôi ôi trời ơi thằng chết rồi này lại nhá này để phải thành công. Cay không? Sonic. Cái nhẫn này đi. Trước tưởng đây là bánh, thực ra không phải. Đây là nhẫn. Trời ơi, sang map nào đấy. Đạp xuống thôi. À, vẫn vào chỗ Green Hell. Tuyệt vời. Mình cái này vẫn xanh. Ui. Lại tiếp tục. Tom, yo. Yeah, mình có trang phục sắc Tom. Sang đi băng rồi đây. Chui vào đây. Rồi. Hết game chưa? À, chúng ta vẫn còn Poyoko.
Khá là nét. Ăn. Đã xong được nhỉ? Thay cái trang phục cho cái bạn này thế nào. Tắt đèn đi ngủ này. Angela. Oh, bây giờ lại có thêm một bắn bét này. Bét này. Cái nước này mà mèo không ăn luôn. Ok. Hello, welcome back. Bây giờ mình sẽ chơi 8 game và giờ sẽ là trò Mega Alphabet. Rồi, chúng ta đi thôi. Ôi, kiểu gì cũng lại bị trừ mất thôi. Trời ơi, tiếng chuột chuột lên ấy. Trời ơi, còn có mỗi 2 con nữa. Ồ, tiếc quá. Ồ,
Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò tôm gôn răn. Rồi, tiếp theo. Ôi, cái con sóc này nó chạy nhanh thế nhỉ? Con gấu sóc. Ô, có một chiếc ô tô. À, quên mất. Đó, đuổi nó lại đơn giản hơn nữa. Wow, rất là nhiều tiền luôn. Rơi nát rồi. Rồi, và bây giờ thì sẽ là trò alphabet L F N F. Tiếp theo thì mình sẽ chơi trò alphabet run ABC. Wow. Wow, bây giờ phải ghép lại đây. Có ghép được không ta? Trời ơi, sao nó cứ hiện cùng cái chữ này. Khó di chuyển quá ta. Ồ, ẹp luôn rồi. Rồi, chiến đấu rồi. Hôm nay mà có không thắng nữa thì thôi. Đi 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 đ
Này khó nhúng quá này. Và bây giờ thì mình sẽ chơi trò gì đây? Trò Mega Alphabet. Rồi, đi thôi. Ôi, thua rồi. Lại thua tiếp này. Rồi, lần này không biết có thắng được không đây. Trời ơi, lần này thì chắc là thua rồi. Bên kia nó có hai con si kìa. Oh my god. Rồi, chiến tiếp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang trò lò alphabet. Chuyển sang trò Survival in Rainbow Alphabet nha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào game này. Ôi, chạy nhanh thế mà vẫn không lấy kịp luôn nhỉ. Trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã lấy cho mình được một chiếc hộp rồi nè, mấy bà ơi. Tôi phải chạy nhanh không cả con kia nó bắt được quá. Thành tích là hai chiếc hộp rồi nè. Thắng luôn rồi nè. Rồi, và cuối cùng thì sẽ là trò Rainbow What is Alphabet.
trong đây có nè. Trời ơi, nó bắt chúng mình luôn. Buồn thế. Rồi, sẽ chơi bạn nữa. Wow, rất chi là nhanh luôn nè. Các bạn của tôi thật là nhanh quá đi. Ô, tôi không thể vào được bên trong á. Không biết vào tới nơi có còn không. Trời ơi, hết luôn rồi nè. Đâu rồi? Ô. Đấy lên các bạn ơi. Lấy cái kia rồi nhưng mà không có kịp ý. Oh my god. Rồi video của tôi sẽ dừng ở đây nha. Xin chào. Hello, welcome back to Nói Chị Chơi. Chào mừng rồi. What's that about game? Ginger, Super Ginger. Ở đây là Purple Ginger đúng. Làm gì đấy? Chúng ta về ăn đây để ăn. Ăn cái này. Ăn cái ván ướt này này 3 lần. Ok chưa? Yes. Nhanh thế nhỉ? Hết rồi, hết kia mà. Đây cho nó chơi xe đốc. Ông không thể vào. Level 37. Vẽ giờ phát này. Ui, chết rồi, có cái lỗ. Con đường. Ui. Rồi, thì được cái tăng được có 2 sao đấy. Bọc. Ôi giời ơi. Rồi, tiếp tục đi. Chúng ta sẽ vào game Talking Bad Run. Yes, bạn này là cũng có nhạc à? Tắt nhạc à? Tắt nhạc lại mất. Uh-huh.
Ồ, thế này chúng ta đi ở dưới. Dưới đường hầm mà. Dưới đường hầm biển này. Phản nước này. Giống, rất giống mèo to. Nhưng mà khác một cái răng. Răng của bạn này là răng thỏ. Nhanh đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ui, máy bay. Đây là cho cả máy bay này. Yes. Chúng ta chơi máy tôm đi. Phút cho lần. Không bón. Mèo không ăn. Trời ơi, cái gì vậy? Chúng ta đi chê đi. Không cho nhịp. Gì ơi. Mèo kìa. Bắn con mèo đi. Bắn con pet này đi. Con pet này những có một cái game riêng ấy. Đây ăn này. Có nhiều đồ ăn cho mèo ăn. Trời nhiều này. À, chúng ta vào phòng. Easy. Welcome to the schoolyard. Watch the glowing squares and touch them in the same order. Wrong color. Chuẩn rồi đấy. Sao lại sai nhỉ?
was the wrong color. Welcome to the recycling game. Drag and drop to recycle the trash. Try a different bin. Awesome. Giờ chúng ta chơi Tom Friend. Ui. Đẹp. Ai kiếm trang phục cho mấy bạn này mà đẹp thế nhỉ? Hỏng luôn cái máy này rồi, fix luôn. Rồi xong. Có lẽ sao các bạn đi ngủ thôi nhỉ. Chả ai buồn ngủ cả. Chúng ta xem Little Kitten Adventure. Ha ha. Cố chúng ta đi dự Halloween. Chỗ này còn đóng con đường lắm, mình đi con đường nào rồi. Bốn nơi. Vẫn hết mèo đấy. Qua màn này rồi. Mèo nó bị bỏ chết. Ok.
Chơi game này lâu phết nhỉ. Cái này là mua nước này. Mắc này. Ui dồi, chết rồi, hết tiền rồi. Không có chuyện gì xảy ra. Các chỉ số đều tăng luôn. Photobet, copy. Trong này ủ miễn phí à, mình không thấy ghi tiền gì đây. Cho bọn này ăn đủ thể loại luôn. Cá hồi. Chợ ngủ nha. Casper. Đầu game vào rồi, sao những nhân vật gì mà truy tiếp như thế nhỉ? Mấy nhân vật bị truy tiếp như thế nhỉ? Chả theo gì nữa. Đây. Cái gì đây? Sợ ăn cái bánh này tăng sao à? Sao tác dụng gì rồi? Thưởng tiền tình thương. Yeah.
Nhện, nhện, nhện. Nhện này. Hello, welcome back to the show, my Tom. Vào game rồi. Sao cái gì thế này? Tắm cho mèo cái phần. Stream. Chưa. Đồ ăn rất là nhiều. Cho cái bạn này ăn Jerry. Xong rồi. Hay trang phục của mèo quá nhỉ. Ôi đã xanh rồi, xanh cánh à. Lấy mèo green đi. Tom Hero. Ra đi chơi mai anh sẽ ui mèo Halloween giật giật nhỉ, đã còn khỏe lắm. Giật quá. Và biến hình của Angela đấy. Quảng cáo à? Chúng ta sẽ tắm cho cái bạn mèo này. Anna, Anna quên mất. Rất là khẩn trương. Tắm một hồi. Giờ chúng ta đi chơi Tom. Yeah. Chọn cái bạn nào này. Super Ginger đi.
bot này, gặp bot này. Không ngay mà. Chân này. Ta chơi Rumbi. Từng ướt rồi, từng ướt không ăn rồi. Ôi, anh bạn này buồn cười không? TV đâu? Mua một cái TV. Yes. Phone. Rồi, chúng ta chơi máy hành. À, hồi bạn hành rồi chúng ta. Sao mà lại béo thế này nhỉ? Hành 21 tuần tuổi. My Angela. Chào bạn ấy, đi ngủ.
gà đây, sao lại tối thế này nhỉ? Bật chế độ gì không mà tối cho bạn xem gì đó. Cùng hết nghiệp vậy. Sách à.